Đây là góc thanh lý. Hôm nay tụi mình sẽ thanh lý cái ngàm kẹp điện thoại này. Thì mình mua cái cây này để quay những cái short video về Study With Me hay là những cái short video về những cái tổng hợp tiếng Anh của mình. Nhưng mà hiện tại thì mình muốn mua một cái công cụ khác nó phù hợp hơn, cho nên mình sẽ thanh lý cái cây này lại. Cái cây này mình mua trên Shopee, mình đặt chung với một sản phẩm khác, cho nên giá của nó khá là hời. Và cái chất lượng hoàn thiện của nó cũng không hề tệ mọi người xem nha. Mình ít dùng cây này lắm, tại vì các bạn biết sao không? Và đây là lý do thanh lý của mình. Các bạn thấy không? Nó không hề fit với lại cái bàn của mình. Đó, đó là lý do chính mà mình muốn thanh lý lại. Mình nghĩ là các bạn nào mà có bàn học quá mỏng một chút thì sẽ ok. Và cái mẫu này cũng khá là thông dụng. Mình coi trên một cái kênh về văn phòng phẩm á, như là Happy Hidari. Chị Happy Hidari cũng hay sử dụng sản phẩm này cho những cái short video của chị. Mình ít dùng lắm, sản phẩm còn mới tinh nè. Cái này chỉ phù hợp cho các bạn dùng iPhone để quay thôi. Và cái ngàm kẹp cũng khá là chắc chắn. Mình phải bóp mạnh nó mới mở ra. Cái phần kẹp này nè, mình có thể tùy chỉnh nó bằng cách là vặn ra để cho cái chỗ tiếp xúc nó lỏng. Và các bạn có thể tùy chỉnh nó theo những cái góc mà các bạn mong muốn. Chất liệu của sản phẩm này là bằng nhựa, nhưng mà mình thấy nhựa không phải kiểu nhựa lô đâu nha. Nhựa cũng tốt đó nha các bạn. Nếu như các bạn muốn đặt mua thì các bạn comment hoặc là nhắn cho mình qua Zalo. Sản phẩm tiếp theo, đây là một cái joybox, nhưng mà đặc biệt cái chân joybox này nó có thể bẻ cong được nha mọi người. Đây, nó có thể bẻ cong với nhiều hình dạng. Mình mua của hãng Ulanzi, mã là MT33. Các bạn có thể kẹp điện thoại, kẹp máy ảnh, gắn thêm đèn ở đây, gắn thêm đèn hoặc là cái mic ở đây nữa. Và nó có thể để đứng hoặc là xoay ngang, xoay góc nào cũng được hết. Con xoay á, mình thấy rất là linh hoạt và chắc chắn luôn á. Cái này không biết phải bằng nhựa không ta? Mình nghĩ là nhựa, nhưng mà nhựa rất là chắc. Ban đầu mình cũng tưởng nó là kim loại á chứ. Nhưng mà nghe cái tiếng này các bạn, hình như nó là bằng nhựa, nhưng mà nhựa rất là chắc nha. Có thước thủy để canh nữa nè các bạn. Cái thước thủy này sử dụng làm sao? Sau khi các bạn kẹp điện thoại vô đúng không, thì các bạn có thể canh cái thước thủy để cho cái hạt bong bóng nước á, nó nằm ngay trong cái khoảng mà nhà sản xuất đã đưa ra. Thì các bạn sẽ quay với một cái góc độ thẳng. Cái chân đứng này á, nó còn có thể quay ngược như thế này nè các bạn. Và các bạn có thể mắc vô hàng rào hoặc là trên cái cây cũng được. Những cái cây sàn ngang nè, để các bạn treo lơ lửng rồi quay vậy đó. Đó, nó phù hợp cho những cái bạn mà đi quay ngoài trời á. Và ở những cái nơi mà không có được bằng phẳng thì cái cây này sẽ rất là tiện. Về cái việc gắn đèn như thế nào á, mình có một cái chui gắn đèn ở đây. Mình để vào đây, các bạn siết lại. Rồi các bạn có thể để trên đây hoặc là dưới đây đều được. Kích thước của hai khe nó bằng nhau. Còn một đầu nữa thì các bạn gắn cái đèn vô. Ví dụ như đèn của mình nè, ở đây có hai con ốc vặn đúng không? Thì một con ốc là các bạn xiết ở dưới, còn một con ốc thì các bạn xiết ở trên. Là mình xiết hai đầu ốc là nó sẽ vững. Đây cũng có một cái đầu để các bạn có thể gắn thêm các cái phụ kiện vô. Cái cây này mình nghĩ là sẽ tiện cho các bạn quay ngoài trời. Rồi, mình có thể cầm như một cái gậy selfie. Mình thấy cái độ hoàn thiện nó khá chắc chắn. Thậm chí là các bạn có thể tháo ra. Đó, cái đầu này các bạn có thể gắn vô một cái chân khác. Cái chân to hơn, dài hơn, rất là linh hoạt nha. Các bạn có thể tháo ra và bỏ vô ba lô. Thì mình thấy mình ít xài cái cây này quá, cho nên mình muốn thanh lý lại cho những bạn nào cần. Nếu như các bạn muốn đặt mua thì các bạn comment hoặc là nhắn cho mình qua Zalo. Và bây giờ là sản phẩm thứ ba. Cái cây này cũng là một cái cây tripod luôn, cũng từ nhà Ulanzi luôn nha. Cái cây này mình có thể kéo dài ra như một cái chân máy vậy. Nó có một cái màu trắng rất là tinh khôi, phù hợp cho các bạn nữ kiểu bánh bèo nè. Chân tripod này cũng giống như là cái chân tripod màu đen vậy, tuy nhiên là nó có cái thiết kế khác, một cái thiết kế chân đứng ba càng như thế này. Cái cây này nó dài hơn cái cây màu đen, gập lại một cách gọn gàng. Làm gãy selfie cũng được nữa. Vì chất liệu bên trong này là nhựa nè, cho nên khi mà mình kéo dài ra hết mức á, thì mình có cảm giác cây không có được chắc chắn cho lắm. Nếu như các bạn sử dụng điện thoại nè thì ok, không sao. Nhưng mà các bạn sử dụng những cái loại máy ảnh mà hơi nặng á, thì có thể là
nó sẽ không có vững. Nè các bạn thấy không, nó hơi bị lung lay và nó không có được vững. Nhưng mà điện thoại thì ok, nhưng với máy ảnh mà nặng á, thì mình hơi sợ một chút, tại vì nó sẽ hơi lắc lư nhẹ một chút. Mình có một cái cách để làm cho cái cây vững hơn, các bạn tham khảo cách của mình nha. Rồi mình sẽ xác định trung điểm của mỗi đốt. Đây, trung điểm nó ở đây. Đó là mình sẽ giảm độ cao của mỗi đốt xuống 50%. Thì như vậy thì cái cây của mình á đã vững hơn rất là nhiều. Góc thanh lý đến đây là hết rồi nha. Bạn nào muốn mua thì liên hệ với mình qua Zalo là nhanh nhất. Nhớ like, subscribe, ủng hộ kênh Đặng Hân Hoa nhé. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong các tập video tiếp theo. Bye bye. Nếu như các bạn muốn đặt mua thì các bạn comment hoặc là nhắn cho mình qua Zalo.